Em này thì con có hai lối, một lối ở trên kia đứng trong, với trong một cái lối này chỉ có mỗi mình con biết được. Ok, có thể chạy thế nào? Rồi, đây là cái lối mà chỉ mỗi người, mỗi mình có biết được là thế nào? Cái chỗ này nó có một cái lỗ ấy, thì người Ừ, đâu con? ta để Rồi, 46 giây, rất là nhanh. Thế còn nếu mà người chơi bình thường mà không biết thì sẽ phải vượt qua thế nào con? người chơi bình thường không biết thì mình sẽ phải đây, người chơi bình thường sẽ kiểu đi chỗ này. Rồi, ra ăn lò xo này, xong rồi phải nhảy lên. Này phải đợi con zombie nó đi qua. Ừ. Rồi, chỗ này nguy hiểm đấy nhỉ? Tác giả chạy vào mất 1 phút 29 giây.